Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin trình bày với các bạn một tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tựa đề Trả lời phỏng vấn báo La Duchesse Toulouse. Tác phẩm này được in trong Hồ Chí Minh toàn tập, tập thứ 10, trang thứ 467. Toàn văn của tác phẩm như sau. Báo La Duchesse Toulouse, tức là báo tin nhanh Toulouse của Pháp, do phóng viên Maurice thực hiện. Hỏi: dư luận Pháp phần đông mong duy trì sự hiện diện về kinh tế và văn hóa của Pháp trong khuôn khổ một Việt Nam độc lập, rất ngạc nhiên về sự chậm chạp trong tiến hành đàm phán nhiều tháng nay tại Hà Nội. Một số tin tức đổ lỗi tại chính phủ của ông có nhiều đắn đo đối với sự hợp tác mong chờ ấy. Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có còn giữ vững quyết định tán thành việc duy trì sự có mặt của Pháp và góp phần tạo ra một bầu không khí tin cậy cần thiết, đặc biệt là bằng sự củng cố đồng tiền của mình và một quy chế rõ ràng hay không? Trả lời: chúng tôi vẫn kiên trì tán thành một sự hợp tác hữu nghị về văn hóa và kinh tế giữa nước Pháp và chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Sự chậm chạp của những cuộc đàm phán không phải từ phía chúng tôi. Hỏi: trong trường hợp vì những sự kiện đặc biệt không thể tiến hành bầu cử năm 1956, thái độ của chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sẽ thế nào? Và sẽ có những quyết định gì để đối phó? Và nếu cuộc bầu cử bất lợi cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thì các ngài có tham gia một chính phủ đoàn kết rộng rãi hay không? Trả lời: về vấn đề bầu cử năm 1956, cũng như những vấn đề khác, chúng tôi thi hành nghiêm chỉnh các điều khoản của Hiệp định Geneva. Chúng tôi không có giả định nào hết. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với tất cả mọi người Việt Nam, tán thành hòa bình, thống nhất, độc lập và dân chủ. Hỏi: cuộc di cư của một phần dân chúng Bắc Việt Nam làm cho dư luận thế giới sửng sốt. Cuộc di chuyển về Việt Nam ấy có phải duy nhất vì những lý do tôn giáo và chính trị, và lại bị những khó khăn kinh tế, hạn hán và lụt lội làm gay gắt thêm hay không? Trả lời: cuộc di cư ấy là do những âm mưu chính trị của nước ngoài nhằm gieo rắc chia rẽ trong nhân dân chúng tôi. Chứng cớ: chính phủ Hoa Kỳ đã chi 45 triệu đô la và chính phủ Pháp chi 10 tỷ franc cho cuộc di cư ấy. Hỏi: một nhân vật chính trị Nam Việt Nam mới đây cho rằng nhân dân Việt Nam ghét Pháp một cách sâu sắc. Chủ tịch có đồng tình với ý kiến ấy không? Trả lời: nhân dân Việt Nam vốn là bạn của các dân tộc. Nhân dân Việt Nam tuyệt đối không có tinh thần ghét Pháp. Sự đón tiếp anh em mà nhân dân Việt Nam dành cho phái đoàn các chiến sĩ hòa bình Pháp chứng tỏ điều đó. Hỏi: chủ tịch trả lời như thế nào về lập luận cho rằng Bắc Việt Nam càng trở thành một nước phụ thuộc của Trung Hoa Nhân dân và ngay cả là một tỉnh Trung Xô? Những lập luận ấy làm cho tất cả những cố gắng đàm phán Pháp Việt bất thành không? Trả lời: tôi không trả lời câu hỏi này vì nó buồn cười và không tôn trọng đối với nước tôi. Thưa các bạn, tác phẩm này được Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời vào năm 1956, tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.